my daddy. Daddy. Feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡 잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS Wall. 한국말로 박재상. 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다. 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 나가 C의 동반자. Wait a minute, 지금부터 선수 끼리 밤이 아까워 Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. Got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Uống sữa gì dạ? Cho chú Nghĩa uống sữa chung với coi. Uống sao mà quậy hai được vậy đó. Hai em bé này rất là khỏe ha. Rất là khỏe luôn. Tụi con mỗi lần tụi con lên sân khấu này, tụi con luôn luôn máu lửa, tụi con luôn luôn bùng nổ. Cái động tác trong cái bài này không phải là một cái bài quá khó, nhưng tốc độ là quá nhanh. Và mấy cái động tác của con đó, của tụi con nó rất là mạnh, nó rất là chắc. Quá hay. Và chú Huy cũng rất là đánh giá cao về tụi con. Tại mỗi lần tụi con lên đây là đúng là cái chất của tụi con là cái hip hop. Nhưng tụi con biết rất là nhiều về hip hop, tụi con thay đổi. Và cái cách tụi con thể hiện nó rất là như là đúng là ngầu và có cool, có nhiều cái riêng của tụi con đó, rất là hay. Cảm ơn anh Trần Huy. Cô vẫn giữ hoài một cái cụm từ nói tụi con là hãy nói về Thành Tùng và Bảo Nguyên là chắc và chất. Tụi con làm chất nào đó chất nấy, mà lúc quá nhất một cái động tác đâu chứ mình đâu 1, 2, 3, 4, 5 nó vô cái đúng nhạc đó mà nó chắc vào vô cùng luôn. Và tụi con đặc biệt có một cái là khi tụi con lên sân khấu, cái cách của tụi con diễn và nhảy của tụi con bao giờ cũng lan tỏa năng lượng, khiến cả khán phòng này dậy sóng vì tụi con. Bản thân cô cũng vậy, cho nên là nãy giờ cô đọc quá, giờ tai đau quá. Chúc mừng có hai đứa. Còn chú Đại Nghĩa thấy như thế nào ạ? Trước tiên là chú Nghĩa cảm ơn thầy của tụi con. Lại một lần nữa thầy quý đã mang đến cho chương trình chúng ta một bài biểu diễn quá là dễ thương. Cái thứ hai là cảm ơn các con. Các con cũng là những người nghệ sĩ tí hon truyền lửa đến cho tất cả mọi người. Và thứ ba chú cảm ơn cái chú mà diễn trùng cùng với các con lúc đầu á, ra có chút xíu mà cũng có duyên. Nhảy có 1-2 động tác thôi, tưởng ông làm thấy ghê lắm. Là ông đưa cho hai bình sữa quê đi vô hết. Nhưng mà nhờ vậy mới tôn vinh ra được hai đứa bé này chứ, đúng không? Hai đứa con từ trong nôi phóng ra nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Không? Nhảy say xưa mà chú Nghĩa thích một cái là những động tác của các con á là mô phỏng những động tác của các em bé.
động tác bò ha, rồi động tác nghịch ngợm, rồi cuối cùng hai đứa nằm ngửa lên trời dậy dễ thương vô cùng luôn đó. Rồi đập cái gối này đúng cái kiểu người con nít hay chơi hay giỡn ở trong nhà là như vậy đó. Tức là tất cả mọi cái động tác trong cái tiết mục này, mặc dù nó không phải là những động tác nguy hiểm mà là quá khó như những tuần trước các con làm, nhưng mà bởi vì nó đáng yêu cho nên là mọi người cảm thấy rất là thích thú với tiết mục này. Và hôm nay các con lại một lần nữa thành công. Chúc mừng hai con. Tiết mục của bé Thạch Tùng và Bảo Nguyên lúc nào cũng làm cho mọi người cảm thấy rất là hào hứng. Vậy thì điểm số từ ban giám khảo sẽ như thế nào? Em xin mời chị Cẩm Ly. Cô thì lúc nào cô cũng trông chờ tiết mục của hai đứa và chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hết. Cô đánh giá cao tụi con về cái kỹ năng nhảy của tụi con rất là tốt, cho nên là 9,5 điểm. Em xin mời anh Đại Nghĩa. Cứ nghĩa là hy vọng tuần sau các con mang đến một tiết mục thật hay nữa. Và tuần này số điểm của các con là 9,5 điểm. Em xin mời anh Trân Huy. Trước khi Trân Huy đưa điểm là cho Trân Huy hỏi tụi con, cái nó có một phần là Tùng với Bảo Nguyên mình phải rớt xuống và đứng lên đúng không, là rớt xong nhảy lên, rớt xong nhảy lên. Lúc đó là có một lần là Tùng làm trước, and then sau đó Bảo Nguyên con làm trước, xong sau đó tụi con làm cùng nhau. Cái đó là mình cố tình làm như vậy ha? Cố đó là tình không, không chắc là okay. Chú ý hỏi tại chú ý không biết nhá, tại lúc nãy nó nhìn giống cái tụi con cố tình làm cái đó trong cái bài. Ôi chú Huy ơi, cái đó nhỏ mà chú Huy. Chú Huy ơi, chú Huy ai mà không có những va vấp vụng dại đúng không, ai mà không có những lỡ lầm đó, trời ơi. Và điểm số từ anh Trân Huy trở lại 9,5 điểm. Hai con cũng rất bùng nổ và điểm trung bình cộng của hai bé là 9,5 điểm. Hai con hãy chạy nhanh vào vòng thi điểm cho cô Sinh Vui liền đi. Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóc vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.